Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức chương tiếp theo của bộ truyện Đam Mỹ Xuyên Không Huyền Huyễn, Giang Hồ Biến Địa Thị Kỳ 3 của tác giả Ngữ Tiếu Lan San qua giọng đọc của Sam. Nếu thấy hay, hãy like và share cho bạn bè mình cùng nghe nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất được thực hiện bởi Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thuyết đam mỹ Giang hồ biến địa thị kỳ 3 chương 35 Quỳnh Hoa Cốc Như vậy mà còn chống đỡ nổi ư Tần Thiếu Vũ bật cười Đúng là mạng lớn Hoa đường bỏ bát xuống Đứng lên muốn qua xem Lại thấy hơi chóng đầu Không sao chứ Triệu ngũ vội vàng muốn tới đỡ Kết quả bị nàng trừng mắt Không thể làm gì khác hơn là yên lặng Quay về góc tường ngồi xổm. Tần Thiếu Vũ còng khóe miệng đút một đũa thịt gà cho thẩm thiên lăng. <laughs> <laughs> người áo trắng còn đang ho khan hoa đường qua bắt mạch cho hắn sau một lát giơ lên một trường dứt khoát đánh hắn hôn mê cực kỳ bạo lực nơi đây nháy mắt yên tĩnh lại mọi người dùng vẻ mặt phức tạp vặn vẹo không từ ngữ nào miêu tả được nhìn tả hộ pháp một cô nương đừng hung dữ vậy a à? hắn đã thảm vậy rồi mà ngươi còn đánh sao lại xuống tay được cơ chứ Tương lai nhất định không ai thèm đấy Tỉnh không nhất định có thể sống Hôn mê còn có một đường sống Hòa đường đứng lên Trong vòng 10 ngày Đem người tới Quỳnh Hoa Cốc Thì ta có thể cứu được Thẩm Thiên Lăng lập tức dùng ánh mắt cực kỳ sùng bái nhìn nàng Tả hộ pháp thật cực kỳ oai Không được dùng ánh mắt này nhìn người khác Tần Thiếu Vũ lật cầm hắn lại Ăn cơm của ngươi đi Thẩm Thiên Lăng nghĩ Còn có thể bá đạo hơn được nữa không? Và lại, người ngay cả ngực còn không có. Lão tử căn bản không muốn nhìn. Chặng đường tiếp theo đều bình an. Buổi trưa năm ngày sau, đoàn người đã tới ngoại thành Quỳnh Hoa, nơi cửa thành có không ít quân binh đang kiểm tra người ra vào. Nhìn xem có chuyện gì? Tần Thiếu Vũ nói. Thuộc hạ nhận lệnh đi vào, một lát sau trở về nói. Có người nói trong thành có hái hoa tặc, vì vậy quân chủ đang tăng cường phòng thủ. Hái hoa tặc? thẩm thiên lăng bên trong xe ngựa nghe được tò mò thò đầu ra vâng thuộc hạ nói có người nói hắn thủ đoạn dâm độc không ít công tử nhà giàu đã bị hại cái gì nhà giàu thẩm thiên lăng trợn mắt công tử thuộc hạ đường hoàng nói hái hoa tặc này là một tên đoạn tụ chuyên thích các công tử trẻ tuổi thẩm thiên lăng nhanh chóng rụt đầu về tần thiếu vũ bật cười xuống ngựa theo vào trong xe lại còn có hái hòa tặc biến thái như vậy nữa thẩm thiên lăng oán giận sợ cái gì không ai dám đụng tới ngươi tần thiếu vũ cầm một miếng bánh trước mặt hắn ăn đúng người đụng vào ta sau này đều biến thành thái giám thẩm thiên lăng nhân cơ hội nhắc nhở hắn một chút tần thiếu vũ nhéo mặt hắn nói lại lần nữa thử xem người đụng vào ta tương lai đều phải thành thái giám thẩm tiểu thụ hùng hồn sau đó hắn bị tần thiếu vũ đè xuống cắn một cái Muội ngươi Thẩm thiên lăng sở dấu răng trên mặt mình Quả thật không biết dùng biểu cảm gì đối mặt với hắn Thiếu hiệp Ngươi có thể thiểu năng hơn được nữa không Ngọt Tần thiếu vũ nói Ăn kẹo đường dính vào mặt sao Cơm miệng Thẩm thiên lăng giận Dùng sức banh mặt hắn sang hai bên Cung chủ Thuộc hạ ở bên ngoài nói Lập tức sẽ tới cửa thành có cần phối hợp với quân phủ kiểm tra không? Còn có thể không phối hợp sao? Thẩm Thiên Lăng lập tức đầy chính nghĩa, nhìn Tần Thiếu Vũ. Phối hợp và hỗ trợ chính phủ là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân. Cha đi, Tần Thiếu Vũ chỉnh y phục cho Thẩm Thiên Lăng. Không sao. Nếu không kiểm tra, làm sao chúng ta vào thành được? Thẩm Thiên Lăng tò mò. Tần Thiếu Vũ khí phách nói. Đánh vào. Thẩm Thiên Lăng, vẻ mặt kiêu ngạo này là sao? còn có tố chất của danh môn chính phái không? Xuống xe, xuống xe, kiểm tra. Thủ vệ ở cửa thành chặn xe ngựa lại. Từ đâu tới? Truy ảnh cung. Triệu ngũ nói. Cung chủ nhà ta muốn vào thành gặp Diệp Cốc chủ. Truy ảnh cung chủ. Thủ vệ lập tức tươi cười, lưu loát nói. Chẳng biết có thể cho tại hạ chiêm ngưỡng dung nhan tiêu sái của cung chủ một chút không? <laughs> Thẩm thiên lăng trong xe ngựa bị sặc kiểm tra còn phải nói quanh co như vậy nịnh nọt kiểu này đúng là đạt đến trình độ mới cung chủ triệu ngũ ở ngoài xe hỏi thử tần thiếu vũ vén rèm, lạnh lùng nhìn ra ngoài cung chủ quả thật phong thái phi phàm thủ vệ nịnh nọt khen ngợi chẳng biết bên trong xe có còn ai khác không có tần thiếu vũ nhớn mi phu nhân ta ngươi muốn nhìn sao cung <laughs> chủ nói đùa thủ vệ sau lưng tê dại liên tục xua tay. Thẩm công tử dung mạo như tiên, phàm phu tục tử như ta sao có thể tùy tiện nhìn, lập tức cho qua. Kiểm tra kiểu này hữu dụng sao? Đợi tần thiếu vũ ngồi về, thẩm thiên lăng hỏi. Mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, quan phủ dù sao cũng phải làm chút chuyện. Tần thiếu vũ nói. Có điều, loại chuyện này, chuyện giang hồ thì phải để giang hồ giải quyết. Nên người sẽ hỗ trợ sao? Thẩm thiên lăng hỏi. Tần Thiếu Vũ buồn bực. Sao ta phải hỗ trợ? Hái hoa tặc cũng không chọc tới ngươi. Không nên xem hắn là danh môn chính phái à? Xe ngựa vào thành, một đường tiến tới Quỳnh Hoa Cốc. Thẩm Thiên Lăng tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Quỳnh Hoa Cốc chủ là loại người gì? Diệp Cẩm nhân cách không tệ, nhưng miệng hay khinh bỉ. Tần Thiếu Vũ nói, bởi vì chuyện làm ăn mà hắn có chút mâu thuẫn với Thiên Phong, cho nên tốt nhất Người đừng nói chuyện với hắn Còn hạt châu kia thì sao Thẩm thiên lăng trông mong hỏi Đương nhiên sẽ lấy cho ngươi Tần thiếu vũ vỗ đầu hắn Nếu không cho thì cướp Không cướp được thì trộm Sợ cái gì Thẩm thiên lăng nước mắt lưng tròng Thiếu hiệp Người thật anh Tuấn Sao lại muốn có linh thạch như vậy Tần thiếu vũ hỏi Vì ta có duyên với linh thạch Thẩm thiên lăng kiếm cớ Tần thiếu vũ buồn cười Hữu duyên hay không cũng tự nói được. Nói chung là ta muốn. Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nắm tay hắn, dùng ánh mắt cực kỳ chân thành nhìn hắn. Người nhất thiết không được phụ lòng Ví nhiệm của tổ chức, lấy không được linh thạch, ta sẽ chết cho ngươi xem. Tần Thiếu Vũ cao mày, ở đâu học được cái kiểu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ này vậy? Thẩm Thiên Lăng mắt híp lại thành vầng trăng khuyết. Mẫu thân ta. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh uống một ngụm trà. Sau này có cần để hắn cách xa thẩm phu nhân một chút không nhỉ? Quỳnh Hoa Cốc ở ngoại ô phía nam, lối vào có một tảng đá lớn sừng sững, trên mặt tinh xảo, vẽ hơn trăm đóa mẫu đơn thực dược nở rộ, phía dưới tảng đá có một nam tử áo xanh đang đứng, chuyên tâm thổi sáo. Tiếng tiêu u u vang lên, thẩm thiên lăng vặn vẹo bịt lỗ tai. Sao lại có âm thanh khó nghe như vậy? tần thiếu vũ vén rèm ra ngoài hết sức chuyên chú nghe xong một khúc thế nào hết một khúc nam tử áo xanh cười khanh khách hỏi khó nghe tần thiếu vũ vẻ mặt vô cùng cực kỳ trực tiếp nam tử áo xanh cạn lời ba năm rồi mà một chút tiến bộ cũng không có người đúng là ngu xuẩn đến kỳ lạ tần thiếu vũ lời nói sắc bén không gì sánh được quả thật chính là brother sọ nam tử áo xanh giận dữ người đến đây để chăm chọc ta sao ta đến là vì xích viêm thạch Tần thiếu vũ vén màn xe lăng nhi ra đây thẩm thiên lăng ngoan ngoãn nắm tay hắn nhảy xuống xe người là đệ đệ của thẩm thiên phong diệp cẩn quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen lời nói đầy oán hận nồng đậm vâng thẩm thiên lăng bị ánh mắt lãnh diễm của hắn dọa sợ nhìn không ngốc như hắn diệp cẩn hỏi Người thế tài tuổi sáo của ta như thế nào? Thẩm Thiên Lăng lập tức ca ngợi. Cực hay, quả thật chính là tiên nhạc. Có việc nhờ người ta, loại thời điểm này nhất định phải định bợ cho tốt. Dối trá. Diệp Cẩn lạnh lùng phun ra hai chữ. Thẩm Thiên Lăng thầm nghĩ. Người là cái đồ mù âm nhạc không biết thổi tiêu. Vào đi. Diệp Cẩn quay người vào trong. Tiện tay ném cho Tần Thiếu Vũ một bình xứ vạt áo bay bay trong xương trắng quả thật chính là tiêu khí đầy mình tần thiếu vũ mở chai đưa cho thẩm thiên lăng uống cái gì vậy thẩm thiên lăng ngửi ngửi có mùi cỏ xanh bách thảo lộ tần thiếu vũ nói trong quỳnh hoa cốc đầu đầu cũng có hoa độc khí độc cái này sẽ bảo vệ ngươi thẩm thiên lăng tâm trạng phức tạp cái thế giới không chịu nổi này quỳnh hoa cốc khắp nơi đều là cơ quan dù có Tần Thiếu Vũ dẫn đường, Thẩm Thiên Lăng cũng đập trúng cơ quan ba lần. Vì vậy mọi người trong truy ảnh cung không thể làm gì khác hơn là bị ép, đập vào mặt nước. Thuốc độc và phấn độc, cực kỳ chấn động. Thẩm Thiên Lăng cảm thấy ái náy sâu sắc, cảm giác mình quả thật ngu xuẩn tới cực điểm. Vi Phu mang người vào nhé. Tần Thiếu Vũ vươn tay với hắn. Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng. Dù mất mặt cũng tốt hơn là luyên lụy người khác Tần thiếu vũ cong khóe miệng Ôm hắn bay lên không Lao về phía trước Thuộc hạ chuyển cùng nhau nhau lắc đầu thở dài Cung chủ quá phúc hắc rồi Lúc nãy rõ ràng là hắn âm thầm kích hoạt cơ quan Muốn ôm phu nhân thân thiết Thì cứ việc nói thẳng Hại mọi người phải cùng nhau né độc Còn có tính tự giác của một lão đại không? Đến rồi Sau một lát Tần thiếu vũ đặt thẩm thiên lăng trên một mảnh đất trống không có cơ quan đấy chứ. Thẩm Thiên Lăng trong lòng còn sợ hãi. Đương nhiên không. Nơi này là nơi đãi khách của Diệp Cẩn. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn vào trong. Một đường mệt mỏi. Ăn chút gì rồi nghỉ ngơi sớm đi. Chỗ này của ta chỉ có rau dưa. Sợ không chiếu đãi tốt Thẩm Công Tử. Diệp Cẩm rất hẹp hỏi. Không sao. Thức ăn của Lăng Nhi ta sẽ chuẩn bị cho hắn. Tần Thiếu Vũ cưng chiều không gì sánh được. Cũng không có nhà bếp diệp cẩn cắn răng tổ tiên của phạm nghiêm là thợ xây tần thiếu vũ bình tĩnh không gì sánh được nửa ngày là xây xong một cái diệp cẩn và thẩm thiên lăng đều câm nín cung chủ phạm nghiêm mang một sâu thịt khô và hai con gà sống vào sân ta phải dựng bếp lò ở đâu đây diệp cẩn đỡ chán rõ ràng chịu tổn thương rất lớn không thoải mái thì về nghỉ ngơi sớm đi tần thiếu vũ nắm vai hắn đẩy ra ngoài Người của truy ảnh cung ta đi an bài là tốt rồi. Ngươi định tới cuối giày đúng không? Sau khi ra cửa, Diệp Cẩn thấp giọng giận dữ nói: Sớm biết xích viêm thạch không có ở quỳnh hoa cốc, còn chạy tới đây xin ta làm gì? Việc này chỉ có ngươi và ta biết. Thần thiếu vũ cười. Nếu lăng nhi hỏi, ngươi cứ nói không cho là được. Diệp Cẩn cau mày. Ngươi lừa hắn làm chi? Đây là chuyện vợ chồng chúng ta. Tần Thiếu Vũ thản nhiên không gì sánh được mà nói, quang hắn ngoài cửa. Diệp Cẩn không thể làm gì khác hơn ngoài việc cảm thán, kết sai bằng hữu một phen. Chạy đi nhiều ngày, rốt cuộc có chỗ nghỉ tạm. Sau khi ăn xong cơm chiều, Thẩm Thiên Lăng thoải mái ngâm mình trong thùng gỗ, gần như ngủ gục. Đừng ngâm lâu quá, coi chừng cảm lạnh. Tần Thiếu Vũ giúp hắn buộc mái tóc dài. Tắm xong thì đi ngủ, tối ta sẽ về với ngươi. Ngươi còn muốn ra ngoài sao? Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thì bất ngờ, đã trễ lắm rồi. Không nỡ sao? Tần Thiếu Vũ bóp cầm hắn, đáy mắt tràn đầy ý cười. Thẩm Thiên Lăng nghĩ, lão tử chỉ là thuận miệng thôi à? Trường 36, uống say. Sau khi ta ra ngoài, ngươi nhớ không được chạy loạn đó. Tần Thiếu Vũ căn dặn, trong cốc có nhiều cơ quan, tránh cho bị thương. Hái hoa tặc thì sao? Thẩm Thiên Lăng luôn nhớ kỹ chuyện này hắn một chút cũng không muốn đang ngủ thì bị người ta tới hái. Hoa cúc nhất định phải được bảo vệ thật tốt, bởi vì đặc biệt yếu ớt. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. Dù bản lĩnh lớn thế nào, cũng chỉ có thể làm bậy trong thành mà thôi. Cơ quan ở Quỳnh Hoa Cốc hào hết 5 năm tâm huyết của Diệp Cẩn. Dù là cao thủ khinh công như Tiểu Ngũ, cũng không thể tùy tiện xông vào. Huống hồ là một hái hoa tặc. Người chắc chứ? Thẩm Thiên Lang nghi ngờ một chút, cái xã hội không được giám sát 24 tiếng đồng hồ này thật khiến người ta không có cảm giác an toàn. Đương nhiên, huống hồ dù hắn mọc cánh bay vào được thì ngoài phòng còn có ám vệ truy ảnh cung và nhật nguyệt sơn trang bảo vệ ngươi. Tần Thiếu Vũ giúp hắn lau khô tóc. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trong phòng, đừng chạy lung tung thì nhất định không sao. Được rồi, Thẩm Thiên Lăng quay về trong chăn, dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn hắn. Ngươi nhất định phải sớm về đó vì ta ở một mình hơi trột dạ. Tần Thiếu Vũ đắp kín chăn bông cho hắn rồi xoay người ra cửa. Trên trúc lâu, Diệp Cẩn đang nửa nằm nửa ngồi uống rượu. Trăng lên cao, gió mát từng trận. Một thân áo lụa xanh biếc nhẹ nhàng như tiên. Xung quanh vô số bươm bướm quanh quẩn, không nhiễm một chút bụi. Quả thật chính là tiên khí bức người. Tần Thiếu Vũ bay lên lầu, lời ít mà ý nhiều nói. Người chừng nào thì mới hết động dục. Diệp Cẩn vốn đang chờ hắn khen hai câu, kết quả lại bị tàn nhẫn rộ một gáo nước lạnh, vì vậy giận dữ nói. Người rốt cuộc tới chỗ ta làm gì? Du Sơn ngoạn thủy, tần thiếu vũ tự rót cho mình một chén lê hoa thiêu. Gần đây giang hồ đang đồn ầm lên là ngươi muốn dẫn Thẩm Thiên Lăng đi Nam Hải giải độc. Diệp Cẩn lạnh lùng nói. Muốn đi, nhưng không gấp. Tần thiếu vũ nói. Vừa mới vào hạ, hàn độc của hắn tạm thời không phát tác. Chữa thương thì càng sớm càng tốt Diệp Cẩn khó hiểu Sao lại có đạo lý ngại sớm chứ Ta tự có chừng mực Tần Thiếu Vũ đánh gãy trọng tâm câu chuyện Rõ ràng không muốn nói tiếp chuyện này Nếu Thẩm Thiên Phong biết Người có ý định kéo dài Coi chừng bị đánh Diệp Cẩn nhắc nhở Tần Thiếu Vũ không đáp Chỉ lắc lắc chén rượu Ngửa đầu một hơi cạn sạch Trong phòng ngủ Thẩm Thiên Lăng nằm lì trên giường Vất vả đọc quyển sách Lý Phụ Tử cho ngáp mấy cái liền. Nỗi khổ xem mà không hiểu ai có thể thấu cho. Phiên dịch miễn phí lại không có ở đây. Thật là cực kỳ sốt ruột. Nửa đêm, sao không chịu ngủ mà lại muốn chạy loạn khắp nơi kia chứ? Thẩm Thiên Lăng vung tràn ngồi dậy, tâm trạng cáu kỉnh. Công tử có việc gì sao? Ám vệ ngoài phòng nghe được động tĩnh, vì vậy ở bên cửa sổ thấp giọng hỏi. Ảc, à, không có gì. Thẩm Thiên Lăng thật ra rất muốn nắm cổ áo hắn gào lên mau tìm tần thiếu vũ về đây cho lão tử nhưng có điều chỉ suy nghĩ một chút mà thôi hắn còn chưa ngu đến mức gào lên thật vì rất mất mặt thế nhưng công tử đã chăm trở suốt một canh giờ ám vệ chọc thẳng vào trọng điểm thẩm thiên lăng thầm nghĩ đại ca ngươi nhất định phải nói trắng ra vậy sao hay là thuộc hạ đi gọi cung chủ về ám vệ vô cùng hiểu ý người khác thẩm thiên lăng bình tĩnh nói không cần mọi người trong viện lập tức trao đổi ánh mắt mấy chữ này của thẩm công tử thật sự nồng nặc khí chất khẩu thị tâm phi miệng nói một đường tầm nghĩ một nẻo rõ ràng chính là nhớ công chủ còn nói cái gì không cần mới tách ra một chút đã không ngủ được quả nhiên so với lời đồn lại càng hiểu điệu trình độ ân ái quả thật cực kỳ động trời vì vậy ám vệ bốc thăm chọn người chạy đi chúc lâu tìm công chủ nhà mình Lăng Nhi nhớ ta đến mức chăn trở ngủ không được. Tần Thiếu Vũ đang uống rượu ở chúc lâu nghe được tin này, đuôi mắt không tự chủ nhướn lên. Diệp Cẩn chán ghét. Vẻ mặt đắc ý này của ngươi thật khiến ta không nhịn được, muốn đánh ngươi một trận. Rượu rất ngon. Tần Thiếu Vũ đặt chén rượu xuống, hơi say mà ra khỏi chúc lâu. Ám vệ theo sau trở về, hơi nổi da gà. Tình tiết say rượu mất lý trí này tuy không thể nhìn thấy, nhưng nghe một chút cũng tốt à thật sự đặc biệt chờ mong. Mà cùng lúc đó, thẩm tiểu thụ còn đang ôm chăn đếm cừu, để có thể trợ giúp cho việc gây ngủ, thậm chí còn dùng tiếng Anh đếm. Một con cừu, hai con cừu, bốn mười lăm con cừu, một trăm ba mươi bảy con cừu. Mơ mơ màng màng, suốt cuộc buồn ngủ kéo tới. Thẩm thiên lăng ngáp một cái, đang định chìm vào giấc ngộng mộng ngọt ngào, cửa phòng lại bị người mạnh mẽ đẩy ra a à, hái hoa tặc thẩm thiên lăng xoạt một tiếng ngồi dậy dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn ra cửa còn chưa ngủ sao tần thiếu vũ đóng cửa phòng hô thẩm thiên lăng thở phào nhẹ nhõm bọc chân quay về trong giường quả thật hủ chết người sao còn chưa ngủ tần thiếu vũ ngồi bên giường thẩm thiên lăng nhăn mũi hai cái người uống rượu hả ừ tần thiếu vũ nằm bên cạnh hắn nét mặt hơi biếng nhác ừ mọi người cả người đầy mùi rượu đừng ngủ trên giường lão tử a à. thẩm thiên lăng nhéo lỗ tai hắn đi tắm trước đi không tần tiểu vũ kéo chăn trùm đầu không tắm phải ngủ trên sàn thẩm thiên lăng đẩy hắn xuống dưới không đẩy được không những không đẩy được ngược lại còn bị hắn ôm vào lòng hùng hằng cọ cọ hai cái người cái tên cầm thú này thẩm thiên lăng cầm giận kháng nghị thế này mà là cầm thú sao tần thiếu vũ cười nhẹ tay phải bóp bóp một bên mông của hắn như vậy mới đúng a à, thẩm thiên lăng kinh hãi giãy ra một cước đà hắn xuống giường lộn xộn nữa thì chặt tay thẩm thiên lăng hùng hổ chừng hắn ừ muốn tắm tần thiếu vũ tựa bên ngăn tủ sắc mặt hơi ửng hồng thẩm thiên lăng coi như không thấy ôm chăn nghiêm túc ngủ phu nhân ta muốn tắm tần thiếu vũ tựa vào bên giường nhẹ nhàng trọt cái mông của hắn muội ngươi thẩm thiên lăng giơ tay cho hắn một cái tát đừng tưởng có thể thừa dịp mượn say mà lợi dụng lão tử phu nhân tần thiếu vũ dùng ánh mắt bị bỏ rơi nhìn hắn lại còn me nữa khó thấy được vẻ mặt này của hắn thẩm thiên lăng phụt một cái bật cười tần thiếu vũ nắm bắt thời cơ ôm hắn thành công chạy về giường lão tử buồn ngủ à thẩm thiên lăng gào khóc gọi Ngươi đủ chưa ám vệ hít một hơi lãnh khí rối rít ở ngoài phòng cắn mù bàn tay phu nhân thật phóng túng choáng đầu tần thiếu vũ cau mày xoa cho ta một chút không thẩm thiên lăng giấu tay dưới mông tần thiếu vũ cúi đầu làm ra vẻ mặt sắp hôn lưỡi thẩm thiên lăng nhanh chóng vươn tay che miệng hắn người người ngươi muốn gì bình tĩnh một chút đau đầu chán tần thiếu vũ chạm vào chán hắn. Ta giúp ngươi xoa, không cho lộn xộn nữa, cũng không cho sờ ta, thẩm thiên lăng cảnh cáo. Ừ, tần thiếu vũ gật đầu, ngồi dậy bắt đầu cởi áo, cởi xong lại duỗi tay xuống quần, rõ ràng có sư thế lõa thể. Thẩm thiên lăng rơi lệ, để lại tay hắn. Chừa cái này lại đi, chúng ta phải làm người văn minh. Ít ít không thể tùy tiện cho người ta thấy. Tần thiếu vũ ngừng tay, phát ra tiếng thở dài sâu sắc từ nội tâm. Thẩm Thiên Lăng đỡ chán, vẻ mặt đầy nỗi tiếc này là sao đây? Người cũng không phải có sở thích trần chuông Trên bàn ánh nến chập chờn, Tần Thiếu Vũ nằm trên giường, bình thản không gì sánh được, tiếp nhận xoa bóp, rõ ràng cực kỳ thoải mái, thậm chí còn yêu cầu hắn giúp ấn thắt lưng và đấm chân. Thẩm Thiên Lăng chịu nhục đáp ứng toàn bộ, quả thật chính là chuyên viên spa chuyên nghiệp. Tần Thiếu Vũ lúc tỉnh thì hắn dám chọc, nhưng lúc say rượu tuyệt đối phải chiếu theo. Bằng không, lỡ hầu hạ không thoải mái, dẫn đến nổi lên thu tính, kẻ thua thiệt vẫn là mình. Nỗi thống khổ của quần thể yếu thế, ai có thể hiểu. Làm một nhược thụ hợp cách, mười mấy phút sau, cánh tay thẩm thiên lăng bắt đầu mỏi, vì vậy lén nút ngừng tay, cúi đầu muốn xem hắn đã ngủ chưa. Tần thiếu vũ một tay để hắn dưới thân, mắt say lờ đờ, mê man nói phu nhân kể sát như vậy muốn làm gì lão tử cái gì cũng không muốn làm thẩm thiên lăng không ngừng kêu khổ mẹ kiếp người nhất thiết không được hôn một cái đó thật là đẹp tần thiếu vũ nhìn mặt hắn mà khen ngợi thẩm thiên lăng cười gượng người cũng rất anh tuấn hay là trước hết đứng dậy khỏi người ta cái đã không tần thiếu vũ để trên người hắn hát một điệu hát dân gian nghe một chút Thẩm thiên lăng cầm nín Mau hát Tần thiếu vũ bóp cái mông hắn Mùi rượu nồng nạc nói Không thì ta sẽ hôn ngươi Ta ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi à Thẩm thiên lăng lệ rơi đầy mặt Tại bên kia núi Bên kia biển Có một đám yêu tinh màu xanh Tần thiếu vũ thỏa mãn cọ cọ trên cổ hắn Bắt đầu vù vù ngủ Ta không thở nổi Thẩm thiên lăng đẩy hắn Thần thiếu vũ không nhúc nhích, ngáy ngủ ngồi dậy một chút à thẩm thiên lăng kéo tay hắn gào thét đổi tư thế rồi ôm cũng được à cứ như vậy sáng mai lão tử sẽ liệt nửa người hơn nữa người còn nặng như thế tần thiếu vũ nắm tay hắn tiếp tục ngủ say sưa cháy kìa động đất kìa có cướp hái hoa tạc thẩm thiên lăng cất tiếng gào khóc thuộc hạ ngoài cửa sổ chật chật phu nhân rên rỉ thật là tình thú quả nhiên không giống người thường cực kỳ hoạt bát sau mười mấy phút, Thẩm Thiên Lăng tuyệt vọng nằm trên giường than, xuyên Việt không chết, cũng sẽ bị đẻ chết tươi. Phu nhân, Tần Tiểu Vũ còn đang ôm hắn cọ. Đổ chết tiệt, Thẩm Tiểu Thụ giận. Chờ sau khi ngươi tỉnh rượu, lão tử nhất định tuyệt giao với ngươi. Ừm. Uhm, Tần Tiểu Vũ cắn lỗ tai hắn một cái. Thẩm Thiên Lăng quả thật khóc không ra nước mắt. Ta tạo nghiệt gì thế này? Có người muốn xông vào Quỳnh Hoa Cốc. Ngoài cửa đột nhiên chuyển tới tiếng thét kinh hãi, sau đó có tiếng đạn tín hiệu bắn lên. Thẩm Thiên lang còn chưa kịp phản ứng, thì Tần Thiếu Vũ đã giống như báo săn mà đứng lên, vươn tay cầm bảo kiếm bên đầu giường, ánh mắt có lợi hại hơn chim mưng. Thẩm Thiên lang chố mắt nhìn. Xảy ra chuyện gì? Tần Thiếu Vũ trầm giọng hỏi ngoài cửa sổ. Bẩm công chủ, lối vào Quỳnh Hoa Cốc có đạn tín hiệu của vệ thủ. Chắc là có người muốn xông vào. Thuộc hạ nói có cần chúng ta dẫn người qua xem không? Đi xem đi, có việc gì Thùy tỷ thời báo cáo. Tần Thiếu Vũ nói. Ám vệ nhận lệnh đi, Tần Thiếu Vũ quay đầu nhìn Thẩm Thiên Lăng. Vừa mới chuẩn bị kêu hắn mặc quần áo đàng hoàng thì trước mặt đã bay tới một cái gối. Theo sau là tiếng gầm giận dữ. Ngươi dám giả tay với ta? Mẹ kiếp, tuyệt giao à? Hết chương 36 các bạn đang được thưởng thức bộ truyện đam mỹ xuyên không giang hồ biến điện thị kỳ 3 của tác giả ngữ tiếu lam san qua giọng đọc của sam để không bỏ lỡ những chương tiếp theo hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để đón xem các video mới nhất từ sam audio